chiếc xì bo mới mua anh về anh xây nồng. Xây nồng xong tính luôn là một chai rồi. Thấy đèn xanh anh vừa qua, thấy công an đang đứng dòm nhìn thấy anh, bắt tay chào đại ca. Ở Hồng Kông tiếng tăm mỗi ngày anh lấy lừng, ở Việt Nam anh nằm Sài Gòn chợ lớn. Thấy đàn anh đang cầm dao muốn đi trả thù, nhìn thấy anh bắt tay chào đại ca. Cuộc đời đại ca như là cha, như là anh của bao đàn anh. Tiếng tăm anh làm cho đàn em trùng mình, rồi một hôm băng đồng xanh kéo tới nhà anh muốn anh đi. Nhảy hai lần được không? Để nghe được không? Vậy ngon á, tao sử dụng á, tay luôn. Mày giết luôn. Mày mày anh kêu mình đi xuống này chơi sớm là anh có chơi nước không vậy? Hả? Nước không vậy? Lần mày thấy những tiền nhóm gì không? Thấy. Anh nói một phút đó là hôm nay là nó lấy chiếc mua trần, chiều nay nó chở anh em mình đi xuống biển cho một bữa, tắm biển rồi một bữa cho thoải mái. Nhưng mà hôm nay anh có một cái màn trò đây, mày với anh phải phối hợp. Ok luôn. Ok không? Còn phút là phái. Ừ, hôm nay là cho anh cho lớn cái vụ luôn. Một một là anh Nhân Phúc bún lộn bữa đây luôn. Một là anh Nhân Phúc bún lộn bữa đây luôn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Nữa à? Sao? Chưa cái vợ vậy? Hồi trước đi học tao nó bún lộn luôn rồi chứ. Hồi trước nó ốm nhiều à. Hồi bữa anh Thiết cũng bún lộn Nhân Phúc rồi giờ anh lên nữa ấy. Sao? Mày nó bún lộn mà tao không có bún tàu nữa chứ. Thôi giờ anh tách mấy anh bạn ý tưởng cho sâu nè. Cho chuẩn bị cái đây. Cái nào? Cái gì? Tờ giấy số. Bây giờ anh chưa hết tất cả. Chúc mừng mày cứ giờ cớ cho Hiếu. Rồi. Chứ đừng nói anh em biết anh em. Bây giờ tất cả người có ý muốn không? Tất cả. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phải chịu rồi. Xong chị nhà tao nói chú ở đi luôn đi. Ừ. Trong hôm nay nè. Cùng em đi không chuẩn bị gì hết à. Thì chú bị đâu, chú có mặc đồ bao vậy, chú tến đi đâu? Sao chú đi mua trần phút rồi cho chú đi kéo cái tên đi. Quả ta nói nó đi mua trần nó xuống rồi, cùng giao chơi tiếp đi hết rồi. Thì sẽ mấy chú ở đây nữa. Không mua tời số quẹt thì giờ nó như thế nào rồi. Chờ tàu này chú ơi, chú mua chua lắm rồi. Ừ. Chú nhớ hồi sáng cái bẹt kia nha. Tao không muốn mà tao không muốn mua đâu. Bẻ cứ nhét nhét chứ cũng người tao rồi. Tao đưa mừng cọc mà tao kêu con lấy lọc mua một tờ thôi, phải đưa một tờ đây. Lấy một mấy tờ đó, dòng người chết đâu quên không giỏi đâu. Thèm anh mua hết lóc luôn thì được. Đâu tao nói không có đòi là trúng mua suốt, không bao giờ trúng. Giờ tao mà trúng thôi. Thôi tao phải trúng mà. Thôi tao trúng 2 tờ. Trúng giải 8. Ngô đậu mua 10.000 trúng kêu ngàn ngô đậu. Đủ mày giờ tao mua biết bao nhiêu tiền rồi mày. Thứ bèo, thứ bèo đi, thứ mấy đi. Đi thứ... Đi thứ nem, đi thứ nem này. Thứ nem, ủa vậy, trộm ngày đâu. Sao đâu, tụi mày một tháng mà nhận cũng được rồi đó này. Tao nó bè cái số đào trúng mua cho vui ủng hộ nữa không hiểu không, trúng rồi cho mày nếu trúng rồi cho mày 100 triệu cho của em 100 triệu luôn, nếu trúng rồi cho mày 100 triệu cho của em 100 triệu luôn. Mới là gì nữa, trúng đặc biệt rồi nha, trúng đặc biệt mới cho nha, cái trụ trúng cái gì tiền không cho trước rồi đấy. Gì nó sao vậy, đào đồng đây số cái chua giải đào nào trúng nè, mà em muốn số đờ thì được chứ cờ càng đất nữa, số đờ đúng như giờ trúng không. Sao điện mấy gái rồi tới chưa quý em? Càng xuống, càng trớ. Mấy gái đụng nó đi mặc đồ bao đồ đi đen. Mấy gái thì nó giỡn vậy mày? Vũ lụ, trời ơi, nó ướt cả rồi nè. Đồ nó chịu nó giỡn vậy mày? Dài mà. Nữa. Mày tao đọc mẹ mày. Đâu nào mà trúng, gì vậy? Mày coi nè, chịu nó giỡn quý em, phải trật nó trúng quý em. Ủa nghe máy vậy? Ủa mày nghe một chín nè, mày điên sao vậy? Ủa anh là trúng ăn lần không? Ủa anh là trúng ăn lần không? Trúng, anh hứa mày 100 triệu. Anh hứa cho mày 100 triệu, mày anh nói em không phải tao nữa chứ mày. Nãy mày nói trúng ăn, trúng ăn giỡn mày. Trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng mày. Trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng ăn mày. Trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng ăn mày. Trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng ăn mày. Trúng ăn mày, trúng ăn mày, trúng ăn mày. Mày mà ai chả mua một mày, mày 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 cho mày một tay đâu quá quên mày
một mà chân mày. Ờ mày cứ đừng phai mà xài một đi. Đầu hô mày, tao có tao trúng rồi, chụp mẹ chứ xài gì nữa. Chạy mày xài lại, để nữa chứ xài lại luôn. Ừ. Xài lại 200 tỷ. Tao chứ mà 200 2 tỷ luôn mày. Trời đúng 2 tỷ là mất lại số. Mấy con báo điện thoại của mấy con game mày lộn mày. Chụp mấy con em, đổi tao tao mày. Nó không lộn tao tao. Lộn lộn. Giục đây đó, tao mới chắc. Sao? Cho em thì cho em mình cho. Ừ, vậy tặng tao ra. Đưa 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 đưa. Nhớ nha, tao hai chục đưa gì có mấy đứa nghỉ nay khỏi đi mày có gì biến ấy đồ quá tao đi lại mình anh em với nhau mà hôm nay đi anh mừng mày đây đi mừng luôn tao đi mày nói chung tụi mày là xin hết á tao chút nó chút tiền đâu nó chút vài chục triệu không cỡ cho mấy đứa kia cuối năm triệu không đúng đúng ba anh em mình là mày tao hai em quên xem nhớ tao hai trăm nha giờ mình kiếm tiền ngay giờ mình đi lan tám mày đi mua ba lô lan nhận tiền luôn nhá ba lô ấy ngày mai có nghe không đây đây mấy đứa nó chung rồi thầy. Không ai không ai đủ mấy nhà không mấy nhà có luôn mấy cái bè lô á mày lên mày nhắc cho bè lô đây tao chở lên dòng tiền đi nói này bây giờ sao phút là tao thấy anh em tụi tìm tao thấy nó thì cái chiếc cơm một trọng thấy thiệt thòi nó chuẩn bị hay là bây giờ tao mình nó đi xe con mà thì còn à hay mua tao xe máu tao mua xe máu với mày thế tao làm tiền xe đủ tao mua xe con tao triển phút với mày cái cục tiền tao kia đang bán giữ mày chịu trúng mày bảy chục tuổi rồi mà tao 200 triệu luôn mày hơn mày á ờ giải mày em của mình giờ giải mày mày chịu trúng lộn mày bảy chục mà mày trả nó 70 bây giờ chút nữa trả nhỏ thôi mấy cái rồi nó không thường đâu hiểu không giờ tại vì ba má em mình là lộn mày hồng giờ chịu trúng với nhau mình giấu giếm nó không tạo cho đúng không chút mà vô mình chút mà mình khác chiếc mua trần rồi đặt mẹ mua trần đó mẹ nước đi hai đấy tao đổ quét chỉ trôi đã luôn kìa tao đọc cái xe đó luôn đâu đâu cái xe đó mua bán 20 triệu mấy tao cho mày cho nó lại 70 nè cái mày mới mừng ngon à đúng rồi tao đọc cái xe luôn đặt cái xe luôn nhớ là xe đó thì nó không phải vừa trôi nữa đâu quét cái gì thế là quét chung chung vậy cái mặt sao mẹ được coi chụp mẹ luôn tao đọc luôn đó 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 bé dữ quay trụng không đòi tao giờ đấu đời với mày 200 cũng quá hết rồi. Còn một tỷ bảy rồi, 100 củ, tỷ bảy rồi. Từ đó mua chi mấy chục nữa hả? Trời nhà đồ hai trăm củ tao dìm cái từ thiện mới mất là phải 200 triệu nữa rồi. Cái đầu phải tiền mình ở đâu? A few moments later. Coi coi anh thấy vậy, đổ vé tôi chừa trôi đó. Thử cái mặt nó đây sao, cái mặt nó đổ mày. Chút hả? Đổ có chi máu rồi. Lúc cái mặt nó tức cọ mẹ nó, anh em mình chọc nó chả tức tao. Chút mình trả nó 70 triệu cái mặt nó cười như. Đừng nói chuyện rồi. Coi ủi rồi. Mấy ông tông tôi trầu không đổ mọi người à. Thế tao ơi đền tiền ơi đổ em đền tiền. Mày tông tao ơi. Mày đền đi đền tiền cho tao đi. Một chút rồi. Đang gấp tình vui phút. Đình tình vui. Hôm nay anh em mình đi viếng tao lớn này. Giờ mình qua. Đi rồi. Giờ mày đưa đem chạy đâu xanh cho mà kêu đi biếng mày tiền đâu xanh. Tình cả đấy. Mày nói cái chuyện nhỏ tình ngày. Tiền đây mà nói chuyện tiếp. Bạn nên thiết nói này. Nói tiền đây. Hôm nay nha. Giờ anh em mình anh mè tôm hùm hay gì? Tôm cái đầu bùi á, đụng mày mày buồn đó rồi. Tôm hùm, cái mẹ cái tiền đó chứ. Tụi mình tôi đập với xem. Bầu gồm về cá rồi. Thôi nói chuyện. Mày cứ đi cao tao xíu. Nói chuyện mày xíu cả từ từ. Chôm đi nói chuyện đồ. Mày xe mày ngon quá. Em chỉ đập xe rồi. Thôi đưa tiền hay lên. Đi đâu? Đưa tiền hay. Đi chơi. Đi đưa tiền. Ê mày tỉnh lại. Mày đưa đập cái đầu mày. Đưa tiền hả? Đưa tiền đâu xem mày. Mày coi nó nè. Coi tao xiết. Coi gì? Thì mày cứ đưa tiền đi. Thì có coi gì đâu. Có cái con chim kìa nhờ. Con chim con mẹ mày. Mày cứ đưa tiền tao. Đúng rồi tụi em giặt đó. Đó đây rồi. Đi ăn trước. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Mày muốn tao ấy, mày thích tao đập chim mà luôn á. Tao thiệt vậy mày. Anh trước tao thiệt, tao thích tao đập, tao thích tiền. Tao đập tao còn mẹ tao. Quán thiệt. Tao đập nè, cái mặt tao nè. Ở nhà tao nói mày thiệt hay giỡn. Tao thiệt đó, chính là tao đó. Tao nè. Thôi nữa hả? Tao đập á, sao? Mà chị nhiêu? Đập ống đập, tao có đường nói mày đâu không?
cái đụng mẹ tôi cho hai chục im được chưa? Thật chị bà xuống đi, cái biển là xuống làm chi? Đồ giết thì hỏi giết hả? Thiết à? Tao đập! Cái đụng mày tao giỡn với mày ấy. Thì tao đập. Ý là đụng mày tao giỡn với mày ấy. Không có tao thiệt. Sao? Tao thiệt cho tao không có giỡn. Hiểu không? Tao thiệt tao đập. Cái đụng mày chứ sao tự nhiên đập xe tao? Thì tao thích. Chủ yếu là tao thích, hiểu không? Chủ yếu là tao thích, hiểu không? Mà không hiểu được ấy. Ông mẹ nó xuống nói gì ông nậu điên dữ vậy. Ủi luôn mày, ủi luôn anh Phúc. Cái đụng mẹ mày tao đang cái chuyện này. Ý là tao mà sao đập? Thì tao thích. Chủ yếu là tao thích. Mày mày kêu xuống biên tự xuống đập xe là sao? Tao thích, hiểu không? Hiểu tao thích, quan trọng là gì? Ông mẹ giờ anh em chỉ nghĩ giờ thì muốn lộn với nhau nữa mày. Chưa hả? Đóng mẹ xuống. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đón cơn mưa. Ai út mà rất mèo để nó bó nút lại sửa trị đó. Rất mèo nhắm mày lần trượt vậy. Cái này nó còn ăn không mày? Dán kia rồi, dán kia rồi. Ừ, còn ăn nhảy. Anh kiếm mẹ mày. Cho tao kiếm cái tiền đền cho nó. Cái này sao? Chết rồi, chết rồi. Ủa, đưa dán lại cho mà điên ra đấy. Điên lại dán lại được hả? Cái đủ má tao mày sao? Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu. Mày bắt bó mày sống chó như chó sống với nhau tình. Tao đụng mày đã lắc anh không? Các cậu anh không ta. Nghe đủ má coi cái xe của tao nhận cái quay đồ trâu nha. Ý là mày giờ là mày đúng thiệt. Đúng thiệt. Mày đúng thiệt. Tao đi qua tìm mà đúng hay không? Cái xe đâu kìa? Chào thiếu. Làm đó đụng tao lấy nhận mày đây cái gì? Tao. Mày ra chỗ lại của anh trúng được nhiều tiền mà. Hai tí, hai tí, hai tí. Đụng mấy máu giọt đúng hai tí em. Em đi em giờ đây thôi. Hai tí. Ở đây em. Nè ngày 19 này em cái giờ thôi. Ơi gì luôn. Mà ý là cái sao? Tao nói mày cái cưng xe tao. Tao đi tao. Chứ tao hả? Ngày chứ. Đúng hai tí mà. Giờ thì trúng rồi, mà giờ cái đều ngoài giờ nữa. Vậy, đúng rồi. Giờ cái điên này. Đưa em giờ ở đây. Ngày 19 tháng 10 này. Trúng rồi, đụng điên chạy. Mày sao nó rắp nè. Yên tâm, trúng chỉ số mà. Hai tí mà, ý cậu. Trúng hai tí á. Mà trúng hai tí, anh em vui, đúng làm chi tao là sao? Mà nó rắp mày rồi, nó điên chứ. Tao đi việc. Ai đập? Thiết đập. Sao? Anh em bây giờ này, trận mày. Sao ngày mưa anh? Có số này đâu? Có bệnh à. Sao anh nỉ không có mày? Sao số khác với mày? Thầy coi đây, rõ ràng này. Có số rồi trúng đâu? Lên. Hồi nãy. Hồi nãy bây giờ sao cái anh nữa mày? Giờ lại nữa mày. Em coi em coi thử mày rồi. Hồi nãy anh chụp đầu. Chụp mất đầu. Sao chụp không thể? Đúng ý. Ủa sao vậy? Tao chụp mà chứ thực ra nãy tao giả bộ giờ số chứ thật ra là tao lừa bà. Đâu có trúng đâu. Đâu có trúng đâu. Chắc em. Cái số anh lên là anh làm sẵn á chứ không phải là số á. Kiệt lại lên. Ờ nãy tao nhanh cáo mà quên không kịp. Anh biết bị dụ rồi. Tao. Má con mày. Mày làm cái gì cho tao chứ? Cái đồ mày mệt cho tao á. Để giờ phân lên. Phân xíu mày. Chi con phút sao? Ủa mày giỡn nhiều cái giỡn được. Tao mày giỡn được có nhăn. Ủa mày cái chim vui đập đây. Tao giỡn cái gì cũng hết. Từ từ nghĩ. Tự nhiên. Anh lồn đùng đùng vậy. Tao lỡ lồn không? Mày lỡ cái gì? Bây giờ mày lỡ rồi mày ai đền tiếng liền tao lên tao thay vậy. Mày nghĩ tao vừa lên sao vậy? Tao vừa vãi tao giống mày. Mày nó trời hết mày. Sao mày tính nhau đụng mày. Sao đâu giờ thì. Bỏ tiền đền nó đi. Tao lấy mày đền không? Không đừng đừng. Đừng. Đừng Phúc ơi. Bị trang anh em nói chuyện. Đừng 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 đừng. Lỡ thông. Quá. Mày đeo coi tính tao rồi, mập tao hả? Phúc! Nó vợ, ê! Phúc! Ngày lòng buồn nhân, nắng tan theo nụ cười. Chỉ còn mưa hòa với nước mắt, gió tung đưa hàng cây. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Động sao mày biết mày phấn anh này cô em? Gì? Cho dù là tao có phỉnh hay là thiệt á. Coi là mày giết tao mẹ đâu. Đụng mày giết tao mẹ. Giờ tiền đâu đủ mấy mười mấy 2 triệu đồng xin nó đi. Sao thầy lớn làm sao thầy bóc đồng với vậy thầy phải. Mẹ để coi trúng số rõ ràng mà sao lẹ vậy bây. Thầy có coi không hay là để anh có. Lấy lừa. Có nè. Để coi số bên nghề rõ ràng à. Coi à có. Phải nói này cái số là anh. Tụi em nó không coi nè. Cái số anh là anh làm sẵn. Tụi mày quay ra đừng có nói đủ với mày dừng lên làm trôi tay. Trời gì quay cái biếng nè. Mà sao đã trôi vậy rồi thấy anh cầm đó là anh quay. Tụi mày sao cản tao lại mày biết tao giận mà sao mày cản tao lại cho mày. Tao tưởng đâu trúng nó tao được 200 triệu tao mới đập xe đó chứ. Đã cho anh sao cản. Mà vậy là cố tình để anh Thiết đập xe anh Phúc nghe.
Sao anh lên, anh Phúc đâu? Phúc đâu? Mẹ mày cái thằng nhỏ nghe không? Cái gì? Giờ mày tính sao? Ủa, ai đâu mà tao nghĩ tới chuyện đó. Ủa mày sao đi? Lúc tao cản ra tao đập mày, cản tao lại mày. Thấy nhiêu tiền đây? Chị mày giỡn chứ mày tưởng cái mấy thằng tính làm tưởng gì vậy? Tính thấy nhiêu tiền đây? Cái xe con, cái xe con chắc vậy. Hơn gần nửa bằng xe với cậu. Mà nói gì vậy? Vậy rồi. Cứ nghe vậy, nhấp phải mười mấy người. Thôi nào đưa anh gọi điện thoại cho em rồi mà. Cũng em mày điên sao nãy mày cùng với tao cùng nhau vậy? Điện thoại đổ xe trước à? Đồ bóng gì vậy khùng ấy? Bao cút xe á? Chứ đâu sợ anh gọi sao? Cái cứ nghe chắc nhất quậy cũng cỡ hai mấy ba chục triệu anh thiết.